Chuyên mục con số mỗi ngày hôm nay chúng tôi muốn đề cập đến con số 287. Đây là số doanh nghiệp bị chậm hoàn thuế trong 2 tháng đầu năm theo Bộ Tài chính. Bộ Tài chính cho biết là trong 2 tháng qua, số lượng hồ sơ doanh nghiệp gửi đến cơ quan thuế là 3.100 hồ sơ với tổng số tiền hoàn thuế là 13.000 tỷ đồng. Trong đó thì có 287 hồ sơ bị chậm hoàn thuế. Theo Bộ Tài chính thì việc chậm hoàn thuế có cả nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan. Nguyên nhân chủ quan là do chưa có quy định bù trừ số tiền thuế doanh nghiệp nợ ngân sách nhà nước với số tiền thuế ngân sách nhà nước phải hoàn cho doanh nghiệp, nên thực tế thì vẫn yêu cầu doanh nghiệp phải nộp hết tiền nợ thuế mới được thực hiện hoàn thuế. Còn nguyên nhân khách quan là do hồ sơ hoàn thuế của các doanh nghiệp không đảm bảo quy định của pháp luật về quản lý thuế, như là mua hàng hóa của doanh nghiệp ma, doanh nghiệp không còn hoạt động sản xuất kinh doanh, bị đóng mã số thuế, v.v. Và đối với trường hợp doanh nghiệp nợ ngân sách nhà nước và ngân sách nhà nước cũng cần phải hoàn thuế cho doanh nghiệp, Bộ cho biết sẽ sửa chính sách để hạch toán bù trừ cho nhau trước ngày 15 tháng 3 năm 2016.